Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quyển vào bài tập toán 5, bài 13 làm tròn số thập phân nha các bạn. Tiết 1. Bài 1 hoàn thành bảng sau bằng cách làm tròn các số thập phân cho đến số tự nhiên gần nhất nha. Chúng ta có số đã chọn ở đây là 25,108, làm tròn lấy số tự nhiên gần nhất chúng ta được 25 nha. Tiếp theo, số đã cho là 406,39, làm cho lấy số tự nhiên gần nhất được 406 nhá. Tiếp theo, chúng ta có số thập phân 0,915, làm cho lấy số tự nhiên gần nhất chúng ta được 1 nha các bạn. Còn khi làm cho số thập phân 1,098 đến số tự nhiên gần nhất được 1 nha. Tiếp theo, chúng ta đến bài 2. Chiều cao cân nặng của mỗi bạn học sinh được cho như bảng sau. Đây, bảng này nha các bạn. Em hãy làm tròn một số đo ở bảng trên đến số tự nhiên gần nhất để hoàn thành bảng sau. Chúng ta có Hòa, chiều cao thực tế là 146,7 cm. Chúng ta làm tròn chiều cao bạn Hòa thì được 147 cm nha các bạn. Còn cân nặng thực tế là 35,4. Khi làm tròn đến số tự nhiên lớn nhất thì chúng ta được 35 kg nha các bạn. Tiếp theo là bạn Nùng, chiều cao thực tế là 145,85 cm. Chúng ta làm tròn đến số tự nhiên lớn nhất được 146 cm nha các bạn. Còn cân nặng của bạn Nùng sau khi làm tròn lấy số tự nhiên gần nhất được 37 kg. Tiếp theo là bạn Táo, có chiều cao thực tế là 150,2 cm. Khi làm tròn lấy số tự nhiên gần nhất chúng ta được 150 cm nha. Tiếp theo chúng ta có cân nặng thực tế sau khi làm tròn. Cân nặng thực tế sẽ là của bạn Táo là 40,3 kg. Còn sau khi làm tròn lấy số tự nhiên gần nhất thì chúng ta được cân nặng là 40 kg nha các bạn. Bài 3, điền đờ hoặc sờ khi ước lượng chiều dài bảng lớp. Việt nói chiều dài bảng khoảng 20 m. Còn Nam nói chiều dài bảng khoảng 3 m. Chiều dài bảng chính xác là 2,85 m nha các bạn. Vậy Việt đã nói sai, còn Nam nói đúng nhá. Đây là phần ước lượng thôi. Chúng ta có thể làm tròn nó nhá. Làm tròn số tự nhiên này thì chúng ta sẽ phải làm tròn lên nhá, bởi vì nó có 2/10 là 8, chúng ta phải làm tròn lên. Tiếp theo, chúng ta có tiết 2, bài 1. Hoàn thành bảng sau bằng cách làm tròn các số thập phân đã cho đến 2/10 và 2% nhé. Số đã cho ở đây là 5,275. Khi làm tròn lên 2/10 chúng ta được 5,3, còn làm tròn lên 2% chúng ta được 5,28 nhé. Tiếp theo, số đã cho ở đây là 10,771. Khi làm tròn lên 2/10 được 10,8 nhá. Còn khi làm tròn lên 2% thì chúng ta được 10,77. Tiếp theo, số thập phân tiếp theo là 0,648. Khi làm tròn lên 2/10 chúng ta được 0,6 nhá. Còn khi làm tròn lên 2% chúng ta được 0,65. Và số thập phân tiếp theo là 3,1416. Khi làm tròn lấy 2/10 chúng ta được 3,1. Khi làm tròn lấy 2% chúng ta được 3,14 nhé. Tiếp theo chúng ta có bài 2, điền đờ hoặc sờ. Tớ đo chiều dài và chiều rộng mặt bàn được 15,4 cm và 8,7 cm.
Chúng ta có đây là mặt bàn nhá. Làm tròn kích thước mặt bàn đến số tự nhiên gần nhất. Viền nói chiều dài mặt bàn khoảng 16 dm. Nắp nói chiều rộng mặt bàn khoảng 9 dm. Vậy bạn Việt là đã nói sai nhá, còn bạn Nam nói đúng. Tiếp theo, bài 3 chúng ta có viết số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu A 3.085 mm bằng bao nhiêu mét? Sẽ bằng 3.085 m nhạc bạn và 752 kg sẽ bằng 0,752 tấn. Câu B, làm tròn các số thập phân ở câu A đến số tự nhiên gần nhất, chúng ta được các số đầu tiên là 3 và 1 nha các bạn. Tiếp theo, đến hàng phần 10 ta được các số là 3,1 và 0,8 nhé. Còn đến hàng phần trăm ta được các số là 3,09 và 0,75. Rồi, và video của mình đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.